thực phẩm. Những rủi ro tiềm ẩn do chính con người tạo ra. Những thông tin cảnh báo thiết thực. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cảnh báo an toàn sống. Những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. Và hơn thế nữa. Thưa quý vị, chân gà là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, trong đó có Minh Toàn nữa. Mà đây còn là một cái mồi nhắm khá thích hợp trên bàn nhậu. Nhưng mà chúng ta thấy là trong thời gian gần đây đó thì nhiều báo chí đưa tin và cũng như các phương tiện truyền thông cũng có đề cập đến, đó chính là những cái chân gà thối đã được phù phép dùng hóa chất để trở thành những cái món chân gà tươi ngon. Vậy khi chúng ta sử dụng những loại chân gà đã được phù phép trở thành những cái món chân gà tươi ngon mà nguồn gốc của nó là chân gà thối thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào và cũng như gây độc hại ra sao? Chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau theo dõi phóng sự ngay sau đây quý vị nha. Chỉ cần dạo quanh các tuyến đường, những hình ảnh ăn uống đông vui tại các quán chân gà nướng như thế này rất dễ bắt gặp. Bởi đây là món ăn khoái khẩu luôn được các bạn trẻ, các dân nhậu ưa thích. Thế nhưng, liệu món ăn đang được các bạn trẻ vô tư ăn uống hàng ngày đều đảm bảo an toàn cho sức khỏe? Chân gà nhập lậu không rõ nguồn gốc, tẩy trắng chân gà bằng hóa chất, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ gây hại cho sức khỏe từ món khoái khẩu này, nhiều người khi được hỏi đều cho rằng quan trọng là thấy ngon miệng chứ không hề quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ hay chất lượng sản phẩm. Nó ngọt ngọt, nó ngon ngon lắm. Thì ăn là lần là hèm luôn á. Phải sợ thôi, nhưng mà bây giờ hỏi giờ chứ giờ cái gì cũng đồ ăn cũng Trung Quốc với Việt Nam mình nó nhiều thứ quá, biết đường đâu lựa, giờ cứ ăn nhắm mắt ăn đại thôi. Tiếp cận một tiểu thương chuyên bán gà đông lạnh, tiểu thương này cho hay chỉ bán nguyên thùng chứ không bán lẻ vì hàng này không phải hàng Việt Nam. Giờ anh cho 10 cặp đó em bán cũng được 150.000. Mà cái vốn vô nó có nhiều. 6-15. Ủa hàng thùng có của hàng Việt Nam không hay chỉ hàng Trung Quốc thôi? Trung Quốc không em ơi, hàng có Brazil, Mexico, Trung Quốc. Theo tiểu thương này, chân gà được đóng bảo quản trong thùng rất trắng và không còn chút máu. Hàng thùng nó cũng giống như vậy đó, nhưng mà nó có cái là nó như vậy là nó không có bự chân. Nó trắng phát à, xương gà nó đen. Sao đen vậy? Xương gà bị đen, tại hàng thùng nó phải như vậy rồi. Điều đáng nói là tại các cửa hàng bán chân gà nướng, khi được hỏi nguồn gốc nhập từ đâu, thì người bán đều cho rằng chân gà nhập từ Mỹ và chỉ bán với giá vô cùng rẻ, 10.000 đồng một cặp chân gà. Nó xuất xứ từ bên Mỹ về, qua một cái công ty trung gian nên người ta sẽ phân phối lại cho mình. Phóng viên Cảnh báo an toàn sống tiếp tục tìm đến các cửa hàng chuyên bán chất phụ gia để hỏi mua chất tẩy trắng bảo quản chân gà. Chủ cửa hàng giới thiệu cho chúng tôi một loại hóa chất mà các tiểu thương hay dùng để tẩy trắng chân gà bằng hydrogen peroxide, tức oxy già. Sau khi mua về, chúng tôi thực nghiệm bằng cách cho loại hóa chất này và cho chân gà vào ngâm. Chỉ sau ít phút, chân gà đã trở nên trắng tinh và chẳng khác gì chân gà đang được bán trên thị trường. Để hiểu rõ hơn về những loại chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng ra sao dành cho sức khỏe, chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây giữa biên tập viên chương trình và chuyên gia quý vị nha. Xin được cảm ơn MC Minh Toàn, và những lo lắng của anh cũng là lo lắng của rất nhiều những người khoái khẩu món chân gà. Để cùng giải đáp về những thắc mắc này, chúng tôi đã mời đến trường quay của chương trình Cảnh báo an toàn sống bác sĩ Trần Ngọc Lương Phương, trưởng đơn vị tiêu hóa can thiệp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Chào Đình Tuấn, chào quý vị khán giả của chương trình. Giá trị dinh dưỡng của cái món chân gà nó nằm ở đâu? Cái món chân gà đó chỉ bao gồm cái lớp da và lớp chất đạm, nó cung cấp được chất đạm, mà chất đạm của chân gà gần như không phải như đạm là thịt bò hay thịt heo, mà nó gồm cái chất gọi là collagen, tức là mình nói đơn giản collagen là mấy cái mô mà dưới da đó làm cho da mình có vẻ trơn láng săn chắc là nhờ cái chất nó, nhưng bản chất nó là chất đạm. Khi chúng ta ăn vô bao tử thì hệ tiêu hóa sẽ tiêu hóa nó và chuyển nó thành những cái đơn vị nhỏ và hấp thu, rồi cơ thể mình mới
tổng hợp ra chất đạm, chứ không phải là ăn chân gà thì sẽ đẹp da. Thưa bác sĩ, thì thường thường tôi cũng thấy là trong những cái quán ăn thì có rất là nhiều, người ta để rất nhiều những cặp chân gà như vậy. Và mà chắc chắn để mà có được cái sự bày bán nhiều thì người ta phải thu thập và phải lưu trữ đến lâu. Vậy thì không biết là chân gà nếu mà để trong cái nhiệt độ bình thường và để ướp đá thì sẽ để được bao lâu ạ? Thì về lý thuyết á, chân gà nó là cái da với lại cái mô collagen á, thì nó ít bị hư hơn là thịt thông thường. Thế tuy nhiên mà chân gà thì nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bẩn. Đầu tiên là nếu mà đối với phương Tây là chân gà họ không có xài, họ không có dùng, họ dùng cái đó là làm cái thức ăn do gia súc. Như vậy cái khâu chế biến từ đầu ngay chúng ta làm gà làm vịt, nếu mà chúng ta làm ở nhà chúng ta lột được kỹ, chứ cái chân gà nó rất là dơ. Nếu mà cái người mà thu thập chân gà theo kiểu công nghiệp đại trà thì tôi nghĩ chắc chắn một điều là cái khả năng mà tẩy bẩn của họ là họ không có làm kỹ như chúng ta. Và cái thứ hai là khi họ đông lạnh lại như vậy thì không diệt hết được cái vi trùng nếu mà chỉ rửa qua thôi. Thì cái thứ ba là họ còn tiêm cái nước để cho chân gà phòng cho đẹp. Thì cái tiêm nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái nước mà tiêm vô chân gà thì thứ nhất nó làm hư luôn cái collagen ở chân gà, nó phân hủy, ăn vô không có giá trị dinh dưỡng gì hết. Ngoài ra cái nước tiêm vô mà nó nhiễm bẩn thì nó làm nguy cơ nhiễm bẩn cái chân gà, và nó làm tạo ra những cái chất gọi là nó phân hủy ra thì nó thành những cái độc tố của chúng ta. Thưa bác sĩ, thì theo điều tra của chúng tôi thì thông thường các tiểu thương thường sử dụng một cái loại hóa chất là hydrogen peroxide, hay cái tên gọi thông thường đó là oxy già, để mà tẩy trắng chân gà. Vậy thì hóa chất này sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu người tiêu dùng ăn phải những cái loại chân gà có tẩm ướp cái oxy già này? Về lý thuyết thì cái hydrogen peroxide mình gọi là nước oxy già. Oxy già mình thấy dùng trong sát trùng mình bị trầy xước rồi đó trong y khoa. Thì cái nước oxy già là một cái nước mà chất oxy hóa rất là mạnh, thì nó có tác dụng là tẩy trắng rất là tốt. Người ta không dùng oxy già của y tế. Thứ nhất, oxy già y tế nồng độ rất thấp, không tẩy trắng được. Thứ hai, nếu để tẩy trắng được mua rất là nhiều, rất là mắc. Như vậy người ta dùng oxy già công nghiệp. Oxy già công nghiệp thì ngoài nồng độ cao, cái thứ hai thường nó không phải là hydrogen peroxide không, mà nó lẫn nhiều cái chất gọi là, trong y học tôi gọi là persulfat. Thì cái chất đó là nó nguy hiểm hơn, bởi vì nó có chứa những cái kim loại nặng, mà những kim loại nặng chúng ta ăn vô nó không có mất đi mà cũng không đi cầu ra được, mà cũng thận không lọc ra được, nó tích tụ trong cơ thể chúng ta, nó tích tụ trong gan, trong thận, nó gây suy gan suy thận về lâu dài từ từ, hay nó tích tụ trong não là mất trí, tích tụ trong cái cơ quan sinh dục, nếu nữ thì dễ xảy thai sanh non vô sinh, đàn ông thì là cũng là dễ gây rối loạn về tình dục mà gây vô sinh. Cái thứ hai, cái bản thân cái chất gọi là persulfat đó là nó là một chất kích ứng rất là mạnh. Đương nhiên với cái nồng độ vừa phải chúng ta ăn vô thì nó không có thể gây ngộ độc liền để mà phải ói mửa hay là loét chảy máu tiêu hóa liền. Tuy nhiên nếu mà với liều lượng lớn thì nó có thể gây lỡ loét ống tiêu hóa, thậm chí xuất huyết tiêu hóa, ói ra máu luôn. Nhưng mà chuyện đó là hết, và vấn đề là lâu dài nó sẽ tổn thương, làm hư hại nguyên cái màng nhầy của cái ống tiêu hóa của chúng ta, từ miệng cho tới ruột. Nó lỡ loét, nó viêm loét, lỡ loét nó ta hay khô họng, nuốt đau, rồi bao tử thì viêm loét bao tử, ăn không được, ói mửa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, hoặc là viêm ruột già. Đó là cái nguy cơ lâu dài. Người ta cũng thấy rằng cái persulfat nó gây, có khả năng gây ung thư. Hiện nay, ngoài chất lượng gà cung cấp và tiêu thụ trong nước, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng này về đáp ứng nhu cầu thị trường. Nguồn chân gà đông lạnh nhập khẩu chủ yếu cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng do giá thành rẻ hơn hàng trong nước từ 40-60%. Hỏi về nguồn gốc của chân gà, đa số các chủ quán đều quảng cáo là chân gà xuất xứ tại Việt Nam. Nhưng thực tế, chúng nhập khẩu theo đường tiểu ngạch và được thu mua từ các đầu mối cấp 2. Câu chuyện phù phép chân gà thối để cung cấp cho thị trường đã không còn là lời cảnh báo, khi mà liên tục trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện bắt giữ nhiều lô hàng chân gà không rõ nguồn gốc, bốc mùi, được ngâm trong hóa chất để tẩy trắng, nguồn gốc không rõ ràng. Liệu chất lượng của những chân gà đông lạnh nhập khẩu có đảm bảo an toàn hay không?
Thưa bác sĩ, thì ngoài hydrogen peroxide là oxy già, thì là những cái người tiểu thương thì còn hay sử dụng hai cái loại hóa chất khác để mà tẩm ướt chân gà, đó là formalin và formaldehyde. Vậy thì hai hóa chất này khi mà được tẩm vào chân gà và người tiêu dùng ăn vào những loại chân gà này thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? À, cái formalin hay formaldehyde thì cái này nó nằm trong dung dịch mà mình hay gọi là formol. Formol là cái dung dịch là để ướp xác chết để là không có hư. Thế vậy cái formol này là thuộc về chất cấm. Chất cấm không được sử dụng trên người dù bất cứ lý do, không có quy định nồng độ nữa. Cấm bởi vì thứ nhất nó là chất được cái tổ chức nghiên cứu ung thư quốc tế xếp vô là nhóm 1. Nhóm 1 tức là chắc chắn gây ung thư, không có bàn cãi gì nữa. Như vậy rõ ràng nếu mà nó tẩm ướp cái đó tan lâu dài, đương nhiên không, cái ung thư là không thể ngày 1, ngày 2, 5 năm, 10 năm, 20 năm, từ từ có thể gây ung thư bất cứ đâu trong cơ thể, từ ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tủy tạng tức là lá mía đó, hay ung thư gan, hay thậm chí ung thư ruột vân vân. Thứ hai, để cái hormone đó thì nó gây kích ứng đường tiêu hóa với đường hô hấp rất là dữ dội, nó gây lở loét đường tiêu hóa, nó gây co thắt cái phế quản, ta thở không được nếu mà tiếp xúc ít phải lượng lớn. Thứ ba là nếu chúng ta nuốt vào với lượng nhiều thì cái hormone này nó có thể gây chết, bởi vì ăn vô với lượng nhiều nó vô cơ thể chúng ta, nó chuyển hóa thành một cái chất gọi là acid formic, nó tấn công làm suy gan, nó tấn công hệ thần kinh, làm chúng ta hệ thần kinh không điều khiển được, chúng ta ngưng thở, ngưng tim, có thể tử vong. Vậy thì cái lý do gì mà người ta lại sử dụng như bác sĩ nói là hormone để trong cái tẩm ướp chân gà thế này? Bởi vì thứ nhất, cái hormone như tôi nói là dùng trong y học là dùng để ướp xác. Như vậy nó có các tác dụng, nó làm giữ cho cái chân gà luôn chắc và không có bị hư. Mà chân gà thì phải mình, thường thường thì mình phải thu gom số lượng nhiều rồi đông lạnh để rất là lâu, rồi vận chuyển về tới nơi. Như vậy có cái hormone này thì nó lại ít bị hư và nó vẫn bảo quản được, nhìn sờ rất là tốt. Qua những chia sẻ của bác sĩ cũng thấy được rằng cái việc ăn chân gà thì có vẻ như nó mang cái lợi hại nhiều hơn lợi, phải không bác sĩ? Có vẻ là như vậy, đúng. Vậy thì bác sĩ có một cái lời khuyên nào giúp cho người dân chúng ta nên tuyệt đối bỏ hẳn cái món này hay sao? Không, theo tôi thì không nên bỏ hẳn. Theo tôi thì dù sao nó cũng là một cái văn hóa ẩm thực, mà bản thân chân gà vẫn là một trong những cái vị thuốc của về đông y. Như vậy chúng ta không có nên tẩy chay nó, vấn đề chúng ta kiểm soát nó. Ví dụ bây giờ chúng ta có thể mua gà được, chúng ta đừng có ghiền ăn quá nhiều, thì rõ ràng những cái gì công nghiệp thì họ phải thu gom từ mọi nguồn gốc thì mới đủ cho cái nhu cầu của chúng ta. Còn chúng ta ví dụ vào siêu thị làm được cơ quan kiểm dịch cái con gà đó là bảo đảm an toàn, rồi đã được chế biến và kiểm dịch thú y an toàn, chúng ta mua con gà đó về chúng ta lấy những cái chân gà ta tự chế biến chúng ta ăn thì vẫn ngon. Còn chúng ta muốn ăn quá nhiều thì không thể nào mà cung cấp nổi. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của bác sĩ để giúp cho các khán giả, đặc biệt là chị phụ nữ sẽ có những cái nhận thức đúng hơn về việc gọi là sử dụng chân gà hay là việc tiêu thụ những cái sản phẩm như là chân gà để vừa đảm bảo được cái sở thích, cái khoái khẩu của mình nhưng mà đồng thời cũng giữ được sức khỏe an toàn. Cách lựa chọn chân gà ngon, an toàn. Chân gà có màu trắng hồng tự nhiên, không bị nhớt, bóp nhẹ thấy chắc là được. Chân gà có đốm xanh, đỏ và mập mạp, không có nếp nhăn của da, ngón chân duỗi căng là gà đã bị bơm nước hoặc tẩm hóa chất. Nên chọn mua chân gà tại siêu thị hoặc các cửa hàng thực phẩm tươi sạch. Chú ý hạn sử dụng, tốt nhất nên dùng trong ngày, tránh để lâu. Hy vọng là chương trình Cảnh báo an toàn sống kỳ này đã mang đến cho tất cả quý vị những thông tin hữu ích. Mình vẫn có được những món chân gà khoái khẩu mà an toàn cho sức khỏe. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mâu thuẫn chuyện tình cảm, những cuộc đấu tranh gây cấn nổ ra, họ đánh đập, giằng mặt, thậm chí làm nhục đối phương. Đó là những gì thường thấy ở các cuộc đánh ghen tàn nhẫn thời gian qua. Vì sao chuyện đánh ghen lại đến mức báo động như vậy? Làm thế nào giữ được an toàn về sức khỏe và danh dự cho bản thân trong những tình huống oái âm này? Tất cả sẽ được làm rõ trong chương trình Cảnh báo an toàn sống, đánh ghen tàn nhẫn